Bật mí các món ăn tốt cho tuyến giáp. Cá hồi. Cá hồi giàu axit béo omega 3 và vitamin D, cả hai đều hỗ trợ giảm viêm trong cơ thể và cải thiện chức năng tuyến giáp. Trứng. Trứng đặc biệt là lòng đỏ chứa lượng lớn iốt và selen. Một quả trứng trung bình cung cấp khoảng 20% nhu cầu iốt và 16% nhu cầu selen hàng ngày. Trứng là thực phẩm tiện lợi và cân bằng để hỗ trợ chức năng tuyến giáp. Sữa chua không đường. Sữa chua là nguồn thực phẩm giàu iốt và lợi khuẩn probiotic. Probiotic trong sữa chua không chỉ hỗ trợ sức khỏe đường ruột mà còn cải thiện khả năng hấp thụ iốt và giảm nguy cơ rối loạn tuyến giáp. Rau lá xanh. Các loại rau lá xanh như cải xoăn, rau bina và cải bó xôi chứa nhiều magie, khoáng chất quan trọng để tổng hợp hormone tuyến giáp. Nghiên cứu từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng magie không chỉ giúp duy trì sức khỏe tuyến giáp mà còn giảm các triệu chứng mệt mỏi liên quan đến suy giáp. Rong biển. Rong biển là nguồn cung cấp iốt tự nhiên phong phú, một vi chất cần thiết cho sự tổng hợp hormone tuyến giáp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, iốt là thành phần quan trọng nhất trong việc phòng ngừa bướu cổ và suy giáp.